Cái này cái rừng Nu Cù Công nha bạn. Cái rừng này nhìn nó cũng có duyên đẹp lắm. Cái phôi này là cũng khó kiếm. Cái rừng là về có ba dạng nha các bạn, có ba dạng chính. Rừng Mai Chính Thủy là mình thấy có ba dạng chính, là một là mình thạo từ cây 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 đơn rồi mình ghép lại thành một cái rừng. Thứ hai là những cái rừng nhảy lên, nó nhảy ra từ cái rễ các bạn, nó chiền 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 nhau. Thứ ba là cái rừng trên thân, giống như một cái thân nó té ngang rồi nó nhảy nhiều thân trên trên cái thân cây mẹ các bạn. Cái này là cái rừng trên thân nè. Hồi xưa cây mẹ là nằm cây mẹ là cây này đó bạn. Cây mẹ cây này nó té ngang nè, rồi nó nhảy ra đâm rễ xuống đất. Và những cái cốt cây con bây giờ nó lớn hơn cây mẹ luôn. Cây này nó có 7 cây mà mình rút ra một số cây, mình rút ra 2 cây, 9 cây, nhưng mà có 2 cây nó bị xỉa nên mình rút ra còn lại 7 cây, 7 thân. Còn như mấy bụi mà nó nhảy 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 là kêu bụi nha ngoan, chứ không phải kêu rừng rừng, thì nó cũng phải có cái khoảng không. Giống như cái rễ nó nhảy chiền qua cái rễ này rồi nó mọc lên một thân, nó nhảy chiền qua một cái rễ khác rồi nó nhảy lên một thân nữa, nhìn nó mới có duyên, nhìn nó mới đẹp. Nó phải có khoảng không, cái bố cục sau này nhìn nó mới được. Nói chung cây này khai thác hoàn toàn ngoài tự nhiên, về chưa có làm gì hết nha mấy bạn. Mình chỉ có đục đẽo rồi cắt gọt thôi, nên là mình tạo một cái dáng phong sơ sơ ban đầu thôi. Còn về thì mấy bạn phải tạo thêm, nghiên cứu thêm. Cái này là rừng trên thân nha các bạn, cái thân nó té ngang nè. Cái rừng trên thân mà được cái thân bự các bạn, rồi những cái cây nhỏ nó mọc trên cái thân lớn nó nhìn nó mới đẹp. Cây này thì nó bị luốc rồi, cây mẹ nó bị luốc những cây mẹ nó bị luốc những cây cây con rồi, những cây tơ như nó bự hơn cây mẹ nó té ngang, bây giờ nó teo lại còn tí xíu rồi. Còn cái rừng trên thân mà cái rừng đẹp là cái cây bự, cái cây mà té ngang đó, nó bự thì nó mới đẹp. Còn những cái thân phụ một ở trên tạo một cái khóm rừng á, nó nhỏ hơn cái thân chính, nó nhìn nó mới đẹp các bạn. Rừng trên thân, rừng trên cây thì nó khó khó kiếm hơn. Còn như rừng nhảy từ cái rễ thì cũng nhiều, còn nguyên một cái cụm mà nó nhảy lên kêu cái bụi, giống như kêu cái rừng đâu nha các bạn, nó kêu bụi gì, nguyên một cái bụi gì. Cái đó nó chập 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 khó làm dữ lắm. Mấy cái nhảy ra từ một bụi là nó chập 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 khó làm lắm. Đặc trưng của Mai Chính Thủy thì nó nhảy tuột nước, nó nhảy nhiều lắm, nhảy từ dưới gốc nó nhảy lên nhiều lắm. Nếu bạn không cắt thường xuyên thì nó thành một cái bụi, sau này khó làm cây dữ lắm. Cái rừng cái cây cao nhất đây là một cây cao nhất là khoảng 38, nguyên cái cụm này là chiều ngang nó là 2 gang rồi nha mấy bạn, 2 gang chiều dài nó đây là khoảng 45 rồi đó. Nếu mà bạn đo hết cái vòng cung này là gần 1 mét á, cho khoảng 90, già nuôi dữ lắm bạn ơi. Mấy cái bụi này, như mấy cái bụi rừng này là mấy chục năm rồi, mình nghĩ chắc cũng mấy chục năm rồi. Cái này được cái nó phân bố nhìn nó có cây lớn cây nhỏ, với lại nó có những cái khoảng không, có một cái cầu từ cái thân mẹ đó nha, nó chiền qua nè nên nhìn nó được được chút. Có một số rừng đó, nó mọc nhiều cây quá rồi nhìn nó giống như là nó khít quá bạn, khó làm cây. Sau này mình bắt tàn vô nó cũng khó, nhìn nó không có duyên, nhìn nó không có nét. Còn như rừng từ cây đơn thì mình làm từ cây đơn thì nó dễ rồi, cái đó mình lấy nhánh mình làm cũng được, nó lấy nhánh mình trồng lên tạo cây con, tạo tạo từng cây ra, rồi sau này mình ghép lại trồng thôi, trồng vô một cái chậu dài tạo một cái khóm rừng. Cái đó thì nó dễ hơn, cái đó thì mình điều chỉnh được, cái đó thì con người mình làm được. Còn như mấy cái rừng này mình phải đi kiếm ngoài tự nhiên, chứ thời gian mình làm nó lâu, tại những cái này thì tới mấy chục năm rồi, thời gian mình làm nó lâu hơn. Chỉ có rừng rừng từ cây đơn ghép lại thì nó dễ nhất. Cái này mình cắt theo ý mình thôi nha các bạn, còn ai có ý tưởng khác thì về cắt thêm, chứ
Mốt mình tạo hai cây chính là hai cây này nè bạn, hai cây bự này nè. Mình tập trung vô hai cây chính là hai cây bự này nè. Nên ha, thường tạo rừng á mình tập trung vô mấy cây chính. Cây chính thì mình thường là nó sẽ nó bự hơn những cây phụ, mà thường khai thác về tự nhiên về thì nhiều khi nó không được như ý muốn. Tập trung vô hai cây này mới mình làm. Hai cái đỉnh cũng nằm trên hai cái cây này luôn, tức là hai cái đỉnh cao nhất cũng nằm trên hai cây này. Còn nhiều vòng vòng là chỉ muốn minh họa theo thôi, những cây lùng này là chỉ muốn minh họa theo thôi. Rừng là nó khó làm hơn cây đơn nha mấy bạn. Cây đơn thì cành nhánh thì nó dễ làm hơn cái dạng kiểu rừng rừng. Nếu mà mấy bạn làm không khéo thì nhìn nó không đẹp. Rừng làm phải, nói chung làm phải bắt tàn phải khéo rồi nhìn nó cái cây nó mới có hồn. Còn nếu mà làm không mấy là nó mới nó không đạt. Rừng khó làm hơn cây đơn nha mấy bạn. Cây đơn này chứ nhiều khi bắt tàn vô tàn rồi nó dễ hơn cái rừng. Rừng nhiều khi nó nhiều tàn quá nó bị rối, với lại phải phân bố theo cái bố cục nhìn nó tương đối. Đừng nuôi con nha bạn.